Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, ngày 14 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam đọ sức UE, đội tuyển Anh sắp đoạt vé Euro 2020. Tối nay, ngày 14 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu thứ 4 tại vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển UE trên sân nhà Mỹ Đình. Đối thủ sắp tới của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng Tây Á duy nhất ở bảng G và cũng là hạt giống số 1 của bảng. Đội tuyển Việt Nam đang xếp trên UE tại bảng G. Trước trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định quyết tâm chiến thắng ở trận đấu tới. Với tôi dù sân khách hay sân nhà đều muốn chiến thắng. Trận gặp UE là trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng đến thắng lợi và sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất. Thầy Park cũng chia sẻ rằng, các tuyển thủ lúc này đang có bầu không khí rất vui vẻ, đặc biệt là hai cầu thủ vừa trở về từ châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu. Vòng loại Euro 2020 sẽ tiếp tục diễn ra từ rạng sáng mai, ngày 15 tháng 11, với những màn đối đầu đỉnh cao giữa các đội tuyển châu Âu. 6 đội bóng đã chính thức giành vé dự vòng chung kết và vẫn còn tới 18 tấm vé chưa được xác định. Tại bảng A, đội tuyển Anh đã ở rất gần vòng chung kết Euro 2020 khi chỉ cần giành một điểm trước Montenegro vào 2 giờ 45 phút ngày mai. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh bóng đá TV. Đội tuyển Anh đã ở rất gần vòng chung kết Euro 2020. Trong trường hợp CHZ đánh bại Kosovo ở trận đấu cùng giờ được gửi tới khán giả trên kênh bóng đá TV HD, Harry Kane và các đồng đội cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Ở bảng B, sau khi Ukraine chính thức đoạt vé, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải quyết tâm thắng cả hai trận còn lại trước hai đội cuối bảng là Lithuania và Luxembourg. Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Lithuania sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày mai, ngày 15 tháng 11, và tường thuật trực tiếp trên kênh thể thao tin tức HD. Đội tuyển Pháp cũng đang ở ngưỡng cửa của vòng chung kết Euro 2020. Chỉ cần đánh bại đội cuối bảng H là Moldova, nhà đương kim vô địch World Cup đi tiếp bất chấp kết quả của trận đối đầu giữa hai đối thủ cạnh tranh còn lại là Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland. Trận đấu giữa đội tuyển Pháp, đội tuyển Moldova sẽ được gửi tới khán giả trên kênh thể thao TV lúc 2 giờ 45 phút ngày mai, ngày 15 tháng 11. 0 giờ 0 phút đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Iceland, BGTV. 2 giờ 45 phút đội tuyển Anh, đội tuyển Montenegro, BGTV. 2 giờ 45 phút CHZ, Kosovo, BGTVHD. 2 giờ 45 phút đội tuyển Pháp, đội tuyển Moldova, trung tâm tư vấn. 2 giờ 45 phút đội tuyển Serbia, đội tuyển Luxembourg, trung tâm tư vấn HD. 2 giờ 45 phút đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Lithuania, thông tin truyền thông HD.